Bạn ngày hôm nay từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ở thời báo.de xin quay trở lại về vấn đề bốt bẩn tại Bắc Thăng Long Nội Bài. Và tại đây trong thời gian vừa qua đã diễn ra rất nhiều những trường hợp xảy ra khi người dân đi qua những khu vực thu phí này và họ cho rằng những nơi đã đặt bốt bẩn đó là vi phạm pháp luật. Đánh đập phụ nữ mang thai để bảo vệ bốt bẩn, công an huyện Sóc Sơn bị dân tố cáo. Bà Huệ Như cũng như ông Hà Văn Nam trong mấy tháng gần đây được coi là biểu tượng của phong trào chống bốt bẩn, bốt đặt sai chỗ. Bà cùng ông Nam đã miệt mài đồng hành với hàng nghìn người dân và tài xế đã kiên trì đấu tranh ôn hòa nhằm chống lại bốt bẩn từ Mỹ Lộc thuộc Nam Định đến Bắc Thăng Long Nội Bài thuộc Hà Nội. Ông Hà Văn Nam vì đấu tranh với giới chủ bốt đã bị các lực lượng thường phục xã hội đen bắt cóc, hành hung và tra tấn tàn bạo. Điều đáng nói, bà Huệ Như đã thông báo với lực lượng công an, an ninh cả sắc phục và thường phục rằng bà đang mang thai nhưng công an vẫn đấm đá túi bụi bà. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, bà bị đau bụng đi khám bác sĩ thì được khuyến cáo về nguy cơ sảy thai. Chiều ngày 28 tháng 5 2019, chị Huệ Như đã có mặt ở trụ sở công an huyện Sóc Sơn để làm đơn tố cáo công an ở đây hành hung, đánh đập bà khi đang mang thai. Xin mời quý vị theo dõi quá trình bà Huệ Như đi tố cáo trong video sau đây. Phòng tiếp dân của công an huyện Sóc Sơn thì tôi nhận được một cái sự vô lý, đó là ba cái biên nhận rằng là đã nhận cái nhận đơn của tôi nhưng mà không cho, cũng như giống như mọi lần thôi, tức là họ không cho tôi thời gian để giải quyết cái sự việc, từng sự việc cụ thể, từng cái đơn cụ thể của tôi, mà họ chỉ ghi chung chung ba cái tờ đấy giống y như nhau, và họ ghi chung chung là tiếp nhận hồ sơ và sẽ giải quyết, còn giải quyết lúc nào và giải quyết ra sao thì họ không có câu trả lời cho tôi. Thế thì tôi có nói với lại tại đấy, tại tại phòng tiếp dân của công an huyện Sóc Sơn, tôi đã nói với lại cái người tiếp dân mà hôm nay tiếp chúng tôi đấy, tôi nói rằng các anh hãy làm hết trách nhiệm của một người chiến sĩ công an đi, và đồng thời các anh hãy lấy lương tâm của một con người đối với một người phụ nữ mang thai phải đi 150 km từ dưới Thái Bình lên đây để tố cáo cái hành vi đánh đập người đối với chúng tôi, đối với bản thân tôi là một phụ nữ mang thai. Thì anh thử nghĩ xem, nếu như các anh chỉ tiếp nhận một cách chung chung như thế này và không có câu trả lời đối với tôi thì đấy là đã các anh đã đủ trách nhiệm của một người chiến sĩ công an chưa, và đã đủ lương tâm làm người chưa? Thì anh ấy cũng có vuốt ve dịu dàng vài câu, nói rằng là rồi tôi sẽ chuyển đến lãnh đạo tôi và tôi sẽ có câu trả lời, và tôi sẽ gửi đơn gửi giấy mời về đến nơi ở của chị. Còn câu trả lời đó thì tôi không phải là nhận được lần này là lần đầu tiên, mà gần như là một lần tôi vào tôi gửi đơn lần thứ nhất, và 2 lần tôi lên để yêu cầu đề nghị được hỗ trợ cũng đều có những câu trả lời chung chung, và người nọ đổ cho người kia như thế, nên là tôi đã không tin cái việc là sẽ giải quyết trong một cái phạm vi của là đơn vị đầu tiên khi mà tiếp nhận đơn của tôi, đấy là công an huyện Sóc Sơn. Sau đó thì vì tôi không thể tin tưởng được các anh ấy thì tôi đã lên tiếp tục lên công an thành phố Hà Nội. Nhưng ở đây thì tôi đã nhận được một cái câu trả lời có một chút thỏa đáng hơn. Đó là người tiếp dân thì đã tiếp nhận vào sổ và có câu trả lời với tôi rằng là đọc qua đơn của chị Huệ Như thì tôi thấy rằng là quyền lợi của chị đúng là đang bị xâm phạm. Còn sự thật đến đâu thì chúng tôi sẽ xác minh. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái sự việc mà đánh đập đối với một người phụ nữ mang thai như thế này là khá nghiêm trọng. Thì chúng tôi sẽ báo cáo gấp lên lãnh đạo và chúng tôi sẽ có câu trả lời sớm nhất đối với chị. Đó là câu trả lời, tuy rằng nó chưa có một câu trả lời cụ thể là thời gian nào sẽ giải quyết sự việc đó, nhưng còn cũng làm tôi hài lòng hơn một chút là câu trả lời của công an huyện, phòng tiếp dân công an huyện Sóc Sơn. Bởi vì tôi nói rằng nếu như đơn hỗ trợ thì các anh có thể dần dền dứ, bởi vì các anh nói rằng là không làm ngay thì làm mai, nhưng đối với trong một trong ba cái đơn của tôi ngày hôm nay, nội dung đơn của tôi ngày hôm nay, các anh không phân biệt được, các anh không phân biệt được cái nào là cái quan trọng nhất, bởi vì cái đơn tố cáo của tôi nó liên quan đến hành vi tính mạng, hành vi của chiến sĩ công an nhân dân trong lực lượng của các anh, liên quan đến tính mạng của bản thân tôi và một đứa bé trong bụng, mà các anh vẫn cứ thờ ơ, các anh cũng cứ trả lời chung chung. Trong khi đấy tôi cách xa 150 km, khi mà chúng tôi phải di chuyển đến với công an huyện Sóc Sơn, quả là một quãng đường rất là dài, mất nhiều thời gian, tiền bạc, xe cộ. Chúng tôi đi lại không phải là lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng để chờ đợi cái câu trả lời của các anh. Thế vậy tại sao các anh không đề xuất với lãnh đạo rằng cho chúng tôi một thời gian 5 bữa, nửa tháng hay là 20 ngày, 30 ngày để chúng tôi chủ động sắp xếp cái công việc khi mà chúng tôi làm việc với các anh? Nhưng mà họ hoàn toàn gần như là tôi cảm thấy là họ cũng có một chút là dịu dàng hơn với tôi, nhưng họ vẫn gần như là thờ ơ vô cảm.
Và tôi rất muốn là cộng đồng phải lên án mạnh mẽ hơn nữa cái việc làm này, cái hành động băng hoại đạo đức của một người chiến sĩ công an, của những người chiến sĩ công an mặc thường phục khi mà đi ra trạm BOT bảo vệ cho quyền lợi của doanh nghiệp mà không đứng lên bảo vệ quyền lợi của dân. Cái việc đó nó không chỉ làm suy đồi trong đạo đức trong ngành công an, mà nó sẽ còn làm mất lòng tin của tất cả những người dân khi mà người ta muốn đấu tranh đòi hỏi cái quyền lợi của bản thân mình. Họ cảm thấy sợ công an, bởi vì họ luôn luôn không nhận được một cái sự trợ giúp nào từ phía bên công an cả. Hay là khi bị đánh đập thì giống như một cái sự việc mà xảy ra trong BOT Bến Thủy đó. Anh Tuy Quang cũng chỉ là một người phản đối BOT, thì anh ấy chỉ đâm gãy một cái cọc tiêu, nó chỉ bằng nhựa thôi, nó là một cái vật cản vô hình mà BOT đó họ nghĩ ra để họ ấy cản thu đường, cản thu tiền của người đi đường. Thì anh ấy bị khởi tố, trong khi đấy những hành động vô pháp của chính những người chiến sĩ công an, họ đánh đập lại dân mình, mà đặc biệt như là tôi là một phụ nữ mang thai, thì lại thờ ơ vô cảm, gần như là không có một cái câu trả lời cụ thể nào đối với tôi về cái việc là chúng tôi sẽ lên tiếp nhận cái đơn tố cáo này của tôi. Mặc dù tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại trong ba cái đơn của tôi, cái đơn quan trọng nhất là cái đơn tố cáo tôi gửi các anh đây, tôi cần các anh phải có câu trả lời cho tôi. Rồi cuối cùng họ cũng chỉ vuốt ve che chở bằng những cái câu từ gọi là mông lung và không có ngày trả lời. Tôi rất là mất niềm tin trong cái việc mà khi tôi gửi đơn như thế. Vâng, được chị chia sẻ những cái thông tin như vậy thì quả thật là tại Việt Nam về đội ngũ hành pháp, tức là những người công an đó chắc chắn còn phải tiếp tục hoàn thiện hơn về mặt thể chế để họ có thể đối xử với người dân một cách công bằng hơn. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng đã chứng kiến việc chị đến công an ở Sóc Sơn, và sau đây mời các bạn cùng theo dõi đoạn video clip mà chị Huệ Như đã ghi lại ngày sáng nay khi mà chị đến công an, và mời các bạn cùng xem. Dạ vâng ạ, chào anh. Chào cả nhà, tôi đã có mặt ở trụ sở công an huyện Sóc Sơn. Để tôi sẽ tiếp tục gửi những cái đơn mà họ cần phải giải quyết cho tôi trong ngày hôm nay. Sau khi tôi làm việc ở trụ sở công an huyện Sóc Sơn này thì tôi sẽ về tiếp tục là thanh tra Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội để tôi tiếp tục làm cái công việc của tôi về cái việc là chào chị. Chào em. Chị gửi đơn. Không, chị chưa làm việc đây, chị chỉ vào gửi đơn xem là các em như nào thôi. Không sao cả. Có gì đâu em, cái này em ơi, cái này chị rất tôn trọng các em, nhưng mà đây là chị gửi đơn chứ chị đã làm việc đâu mà các em phải quan trọng cái việc đấy. Quan trọng như vào cơ quan công an, đây là cơ quan công an kìa. Chị tắt máy đi xong. Em biết là văn phòng Thủ tướng Chính phủ cũng vẫn phải tiếp công dân bình thường. Bây giờ như thế này, chị muốn là gửi ba cái đơn với ba nội dung khác nhau. Khi nào chị vào chị làm việc cụ thể thì chị sẽ... Không, khi nào chị vào chị làm việc cụ thể thì chị sẽ tắt. Còn đây là chị biết chỉ gửi đơn thôi. Để chị ghi lại là chị đã gửi đơn đến đây thôi. Chị gửi ba cái đơn với ba nội dung. Chị họ tên gì ạ? Chị Đặng Thị Huệ. Có chứng minh thư nhé, giấy tờ gì ạ? Có, em ra thấy cái chứng minh thư ở trên xe đấy. Có cái thẻ ngân hàng không nhỉ? Có giấy tờ thì liên quan anh kia. Đây thẻ ở ngoài xe. Ở ngoài xe bảo anh Khánh đưa cho chị cái xe. Đồng chí cũng nói rằng là tôi tắt live stream đi, nhưng mà đây là tôi với làm cái thủ tục là tôi gửi đơn và tôi muốn ghi lại cái khoảnh khắc là bên công an huyện Sóc Sơn đã nhận đơn của tôi. Và tôi yêu cầu phải ghi lại là đã nhận đơn của tôi. Còn cái việc mọi người sẽ, cộng đồng sẽ theo dõi xem họ giải quyết cái đơn của tôi như thế nào. Được rồi, yên tâm. Bởi vì là tôi sẽ hôm nay Đặng Thị Huệ. Sinh năm bao nhiêu chị? 1981. Nhà ở đâu chị? Ở Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình em. Bách Thuận ạ? Ừ, xã Bách Thuận. Xã
thôn gì nhỉ? Thôn Bách Tính. Bách Thuận. Xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thôn Bách Tính, xã Bách Thuận. Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, số điện thoại. Vào đây là tiện không, không tiện gì đúng không? Không. Số điện thoại. Không, không, không cần số điện thoại có gì, chị ghi trong cái đơn này là được. Rồi. Gửi đơn với nội dung đơn là gì chị nhỉ? Đây, để chị ký trước khi chị chuyển cho em đã. Đưa đây chị lấy, hôm nay là ngày 28 đúng không? Đúng rồi. Chị gửi cái đơn thứ nhất. Chị gửi cái đơn thứ nhất là đơn đề nghị được trợ giúp pháp lý, là một lần chị đã một lần chị đã lên đây rồi và đã được bên tiếp dân bên kia đã tiếp nhận đơn của chị rồi nhưng cũng không có câu trả lời, và chị lên hai lần để xin câu trả lời cũng vẫn không có câu trả lời. Hôm nay chị tiếp tục gửi đơn. Đơn thứ nhất tôi gửi là đơn xin trợ giúp hỗ trợ pháp lý khi tôi đòi hỏi quyền lợi của tôi tại BOT Bắc Thăng Long. Mà các bạn nếu còn nhớ thì tôi đã lên đây một lần và đã được bên tiếp dân của công an huyện Sóc Sơn đã tiếp nhận cái đơn đấy của tôi và có cả giấy tiếp nhận, nhưng mà cũng không trả lời tôi, mà cứ hai lần tôi lên để đề nghị trả lời tôi theo cái đơn đấy, nội dung đơn đấy, nhưng họ cũng không trả lời tôi. Nên là hôm nay tôi tiếp tục gửi đơn lần nữa xem là họ có thể là cứ thờ ơ với cái việc mà người dân muốn được trợ giúp pháp lý xem là như thế nào, hỗ trợ pháp luật. Rồi, chị cứ tắt máy đi. Không, không sao em ơi, cái này chị có quay về em đâu, chị quay về chị mà. Quay về chị không, chị, đến chị không sử dụng hình ảnh của em, không, chị chỉ gì. Ghi lại cái việc là chị đến đây gửi đơn thôi. Đơn thứ hai là chị sẽ gửi đơn khiếu nại. Đây mọi người nhìn ạ, đơn thứ hai là tôi sẽ gửi đơn khiếu nại. Đơn thứ hai tôi gửi đây là đơn khiếu nại đấy. Đơn khiếu nại về cái việc quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà hôm tôi đã được anh Quyền anh ấy ra cái quyết định đấy. Anh Quyền phó công an huyện chứ không phải anh Ly. Thẩm quyền của anh ấy thì không lấy, nhưng mà anh ấy vẫn ra quyết định xử phạt, mặc dù trong cái biên bản tôi ghi rõ là tôi không có vi phạm cái gì hết, nhưng họ vẫn cứ ra cái quyết định. Còn họ cứ nói rằng là nếu như mà không đồng ý thì có quyền khiếu nại, nhưng khiếu nại thì chắc là cũng phải lên đi xuống, chắc cũng phải mất 2 năm đấy ạ. Tôi tin chắc là như thế, nhưng mà tôi sẽ không lùi bước. Đến khi nào họ phải giải quyết được cái việc khiếu nại này của tôi thì thôi, bởi vì tôi không vi phạm. Tại sao tôi không chấp nhận trong cái biên bản như thế mà tại sao vẫn cứ ra một cái quyết định vô lý như thế đối với tôi. Đây ạ, trong cái đơn khiếu nại để tôi đã viết rất là rõ. 1 trang, 2 trang, 3, 4, 5. Đây tôi viết rất cụ thể đấy rồi ạ. Ký đi. Ký xong hết rồi. Ký đi, ghi số điện thoại dưới để người ta tiện liên hệ khi mà người ta gửi cái văn bản trả lời lần đầu là có chị, cái đơn của chị hay không? Là chị kia, chị có gửi đơn hay không? Em có cùng một cái đơn với chị đây này, đã chị họ tên là gì? Trần Thị Thu Thủy. Đây em ký ở đây. Đơn, không, cái đơn khác rồi, cái đơn. Đơn thiếu nại em dẫn đây này, hướng dẫn đây này, em ký đây chị đại diện người dân này, còn em nữa. Cho em mượn một chút, tại vì em cũng muốn hướng dẫn để phản đối cho nó đúng luật. Là cả chị đây nhỉ? Tôi đúng rồi. Giấy của chị đâu? Giấy gì ạ?
Đây chứng minh thư gửi đơn như thế nào, chị không mang đây. Của chị vậy đâu, phía trước nào. Hai người, có nghĩa là hai người cùng... Hai người, đấy là đại diện cho những người dân mà. Rất mong là mọi người theo dõi cái bước đi của chúng tôi, bởi vì chúng tôi đang đòi quyền lợi chính đáng cho chúng mình. Chỉ có chúng tôi chỉ có 10.000 đồng thôi, nhưng nó quá khổ, quá vất vả và quá mất nhiều công sức, cộng với lại bị luôn luôn bị đe dọa về tính mạng, đe dọa về sự an nguy của tính mạng, đe dọa cả về cái sự an toàn của bản thân. Đấy nên là chúng tôi vẫn cần phải có những cái live stream để làm sao mà tất cả mọi người nhìn thấy được cái sự việc nó đang diễn ra hàng ngày hàng giờ xung quanh chúng ta. Nếu ai đó nói rằng là cái việc này nó đừng liên quan đến chính trị, nhưng tôi nghĩ là không phải. Chính trị là cái gì? Chính trị là cái việc đảm bảo cho những người dân có một trong được sống trong một cái thể chế được công khai minh bạch và giúp cho một người dân có một cuộc sống bình yên, no ấm. Thế nhưng đây bản thân chúng tôi cảm thấy không hề có một chút nào bình yên. Một người phụ nữ mang thai sẵn sàng bị những anh công an lôi kéo đánh đập, thậm chí là khi mà tôi kêu lên, họ bịt mồm tôi lại, họ đấy gối họ lên gối vào bụng tôi, họ không còn coi chúng tôi là con người nữa. Đó, chị Thủy này ở chỗ nào đấy? Anh không nhìn thấy chứng minh thư ạ? Tôi hỏi chị nó ghi rõ đầy đủ ra chứ. Chứng minh thư mấy thôi là đầy đủ đấy, còn gì nữa? Cứ ghi thôn nào như nào? 39 Vạn Phúc, xe thôn 39 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Làm gì mà chị quan ghê thế? Thế anh phải hỏi tôi là để chị ở chỗ nào, chứng đó anh cầm chứng minh thư của tôi. 390 nghiêm đất, 39 ngõ số nhà hay là như nào? Ở chứng minh thư 39 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Em đây là cái địa chỉ đấy là có. Nó ghi trên chứng minh thư như nào anh phải hỏi. Nó là kẻ căn cước công dân rồi là còn gì nữa hả em? Biết rồi, nhưng mà chị làm gì mà chị... Tôi không biết, đấy là cục xuất nhập cảnh họ cấp cho tôi là như vậy. Còn tôi chịu cái này rất là mới. Còn anh muốn thắc mắc thì anh phải hỏi cục xuất nhập cảnh. Tôi không có chị làm cái gì vào một mình tôi hỏi đúng thôi. Thì em cứ làm theo đúng cái địa chỉ của cái thẻ căn cước, vì đây nó là thẻ căn cước công dân thì các bạn này. Thì trong này nó đã đầy đủ hết tất cả các cái thông tin của cá nhân. Còn nếu mà đưa một cái cục xuất nhập cảnh này, cục đăng ký quản lý cư trú về dân cư này mà lại đưa một cái thẻ căn cước này ra mà không đủ thông tin cá nhân thì đưa nó làm gì? Mà của chính ngành của các em đưa ra đấy chứ còn ai nữa. Xong này nó đã phải đầy đủ thông tin rồi này. Khi người ta check vào đây tài khoản ngân hàng này, rồi đồng thời là dư nợ này, dư nợ xấu này, tất cả đều lên hết rồi đây này. Đây là chị có ký cùng vào cái nội dung đơn này không? Có. Đây là chúng tôi gửi cái đơn lần thứ nhất, lần thứ hai nhé. Em phải ghi vào đấy của chị là lần thứ hai vào đấy. Lần thứ hai chị gửi đơn vào đấy. Chưa phải lần thứ nhất đâu. Nhưng mà chưa trả lời. Đấy thì tôi có trực ra đấy đâu mà biết được chị. Không phải em trực ca, nhưng em phải ghi rõ vào đây là gửi đơn lần thứ hai. Kể cả em không trực ca thì em phải được giao ca, em phải được giao ban, em phải được người đằng trước, người ca trước bàn giao lại cho em. Em ghi rõ vào đấy cho chị là gửi đơn lần thứ hai. Chị còn hai cái đơn nữa cơ đấy. Từ từ để tôi gọi con đang làm dùng xuống đấy, sao tôi ghi thêm mà. Tôi nói với các bạn này này, sự thật chúng ta không việc gì phải sợ. Khi chúng ta nói lên sự thật thì chúng ta hãy cứ chịu trách nhiệm với lời nói của mình trước pháp luật đi. Mình bị đánh thì mình không thể mình bị không đánh được. Mình được mời thì mình không thể nói là họ đánh mình được. Mà mình bị đánh thì mình phải nói là mình bị đánh. Bị đánh đau thì phải nói đánh đau. Làm gì có cái chuyện mời tôi mà kéo tôi sạch như thế, xong rồi bịt mồm tôi, xong rồi rằng điện thoại của tôi, thay đổi mật khẩu điện thoại của tôi, thay đổi mật khẩu Facebook của tôi. Trong khi đấy, năm thanh niên lực lưỡng, các bạn nhìn trên Facebook, nhìn trong cái live stream thì biết rồi. Không còn thiếu một cái hành động nào, không thể là nói là côn đồ hơn được nữa. Mặc thì mặc thường phục, không có một cái gì. Trong khi đấy tôi chỉ đòi hỏi quyền lợi của tôi thôi. Và tôi nói cho các bạn biết này này, đừng có bảo là tôi phản động nhé. Tôi phản động gì khi tôi đang rất yêu nước, khi tôi đang đi đúng theo lời kêu gọi của Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chống tham nhũng. Tôi chỉ đòi lại cái quyền 10.000 của tôi không sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp tư nhân thì tôi không trả tiền nó.
thế mà nó sẵn sàng nó đánh đập người như thế. Còn tôi đã gửi các thông tin đến các hội bảo vệ nhân quyền trên quốc tế, đồng thời thông tin của tôi đã đến được với lại rất nhiều đại sứ quán các nước ở tại Hà Nội, và tôi tin chắc rằng cái sự việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này của công an Sóc Sơn sẽ bị lên án một cách mạnh mẽ, không thể để cho họ ngồi xổm lên trên pháp luật và coi thường tất cả mọi tính mạng người dân vậy. Họ không bảo vệ tính mạng của người dân, thậm chí họ lại còn đi bảo vệ cái quyền lợi của doanh nghiệp. Chị gọi tắt đấy đi để gọi điện xuống. Ok, hôm nay đi khi nào xuống làm việc chị nói chuyện sau, còn đây là chị đang ghi lại để là chị nhận được. Anh không gọi vào đâu chưa? Đây ạ, giới thiệu với các bạn, đây là anh Đại Phan Thiết, trên Facebook của tôi là anh Đại Phan Thiết. Và anh ấy cũng là người đã từng bị... Cho anh ký luôn là cho em mượn. 536. Đây em ký luôn vào cái xin bộ công an hướng dẫn các phản đối. Em đi gọi, em là lần thứ 2 rồi đấy anh ạ. Em lần thứ 2 gửi đơn rồi đấy, mà họ không giải quyết cho em đâu. Anh Hải à? Anh ấy có mấy trường hợp họ đến họ gửi đơn anh ạ, chắc là nội dung về BOT ạ. Anh Cường ạ, anh Cường ạ. Nguyễn Mạnh Cường, Thanh Tra ạ, ở phòng đấy ạ. Cường ạ. Thanh Tra ạ. Đây ạ, đây là anh Đạt, người cũng đã từng bị bắt vào hôm 12 người ở tại công an Sóc Sơn đấy ạ. Cũng đến ngày hôm sau mới được gọi là được thả ra ngoài. Anh vừa vào tên Đại ạ. Anh có chứng minh thư cho em xin thông tin. Đúng rồi anh Trần Nam ạ, chúng không có quyền cấm em giám sát, bởi vì đây là cái việc làm chính nghĩa của chúng em. Chúng em cần phải được ghi lại cái khoảnh khắc mà chúng em đã gửi đơn này, để sau này họ không trả lời chúng em thì nó sẽ là cái bộ mặt của công an Sóc Sơn và công an thành phố Hà Nội. Sau đây tôi sẽ làm việc với một số đại sứ quán ở Hà Nội, bởi vì tôi nhận được lời mời và một số người đại sứ quán đã cho người liên hệ với tôi để xác minh cái sự việc là tôi là phụ nữ mang thai và đã bị đánh đập tại ngày hôm 20 tháng 5 vừa rồi, và tôi vẫn khẳng định rằng là những thông tin tôi đưa chị ra là hoàn toàn là sự thật. Cái hồ sơ bệnh án của chị không photo à? Photo chưa? Chị photo chị gửi mấy nơi rồi nhưng hôm nay thì chị không mang lên đây. Phải em ghi trong đơn là kèm rồi đấy. Kèm thôi, đồ mai mình sẽ gửi phong bì lên. Mình sẽ gửi lên. Chị có mang ở đây không? Tôi sẽ còn sau đây thì tôi sẽ về làm việc với một số đại sứ quán vì mà đã cho người liên hệ với tôi để xác minh lại sự việc. Cộng với đại nhân quyền là thứ hai. Trước cổng này thì thấy có mấy tổ chức nhân quyền thế giới, một số và tổ chức phóng viên không biên giới là đã liên hệ với tôi để gửi một số thông tin và xác nhận thông tin từ tôi rằng có đúng không là tôi đã là một phụ nữ mang thai và đã bị đánh đập. Sau đây thì tôi sẽ lên công an, bộ công an để tôi làm tiếp cái thủ tục này. Đề nghị được trợ giúp anh ạ, về vụ việc nhờ lực lượng công an Sóc Sơn hướng dẫn về việc trợ giúp bảo vệ người dân. Được rồi đấy, chị cho em xem lỗi đơn. Gì em? Đây ba cái đơn của chị đây, em đọc luôn ba đơn đi rồi là tí vào số. Đây là đơn thứ nhất là chị chuyển nhau từ từ. Đơn thứ hai là đơn khiếu nại, quyết định xử phạt hành chính. Từ từ để ghi thêm họ tên. Phan Thiết Đại. Rất buồn các bạn ạ, bởi vì là khi chúng tôi đến với cơ quan công an, lẽ ra chúng tôi phải hoàn toàn yên tâm về việc là mình được bảo vệ. Nhưng mà khi mà chúng tôi đến đây là lần thứ hai, đơn này của tôi đã được gửi đến lần đây là lần thứ hai rồi. Lần trước hoàn toàn bặt vô âm tín và tôi hỏi nhưng cũng vẫn bặt vô âm tín. Và tôi lên trực tiếp tôi hỏi thì vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, người nọ đổ cho người kia, đồng đổ bóng, bóng đổ đồng. Nói rằng là không trực ban nhưng mà đúng ra các quy tắc, mà nhất là trong các cơ quan công an là sự nghiêm ngặt về công việc là phải được đưa lên hàng đầu. Về cái việc giao ban với các sự việc xảy ra trước đấy chưa được giải quyết, nhưng đằng này họ cứ đồng đổ bóng, đóng bóng đổ đồng và chúng tôi cảm thấy không yên tâm khi làm việc ở đây.
Chào cả nhà nhé. Rất mong mọi người hãy theo dõi và ủng hộ bước đi của chúng tôi. Nơi thường trú là số 782 hay 732 đây? 78 luôn. Anh Đại muốn nói gì với mọi người? Mọi người đang theo dõi live stream này. Chỉ vì đòi lại cái 10.000 đồng bị cướp thôi các bạn ạ. Của một lần đi xe mà chúng tôi vất vả như thế đấy. Thế mà các doanh nghiệp vận tải một ngày đi qua đấy rất nhiều lần, cứ thờ ơ móc túi đã để cho những cái bọn cướp của Viettra Simex 8 họ cướp tiền. Tôi thấy là đơn thứ hai là đơn khiếu nại em này. Về cái quyết định xử phạt hành chính của chị ý hôm 20 tháng 5 đấy. Chị ký rồi. Chúng tôi là người trần bắt thịt các bạn ạ. Chúng tôi chả biết kêu ai ngoài kêu công an cả, bởi vì họ có quyền mà. Họ bắt thì bắt mà họ giết thì giết, cũng là ở quyền trong tay họ thôi. Cho nên là người trần bắt thịt thì chỉ biết đến kêu thôi. Rồi kêu được đến đâu thì đến thôi. Đấy. Kêu lắm rồi, kêu mã bá cả bọt mép cho rồi. Đi lại đây quá nhiều rồi, đi vào công an như đi vào cái chợ vậy. Chả có một cái người nào mà đi làm việc nhiều như chúng tôi. Suốt ngày vào công an như đi chợ. Họ chẳng bảo vệ cho người dân, chỉ đi bảo vệ cho doanh nghiệp, mà doanh nghiệp thì quyền lợi kinh doanh giống nhau. Thế mà tại sao doanh nghiệp kinh doanh BOT thì lại được một cái quyền đặc lợi? Đấy là muốn cướp thì cướp, muốn làm gì làm, không cung cấp dịch vụ vẫn có thu được tiền. Không, cái đơn này là đơn của chị. Chỉ riêng chị thôi. Của riêng chị. Đơn thứ ba là đơn tố cáo về việc công an Sóc Sơn bắt đánh đập trong nhà điều hành của trạm thu phí Bắc Thăng Long. Hai đơn sau là của riêng chị chứ gì? Đúng rồi. Họ cho họ cái đặc quyền đặc lợi. Họ không cần cung cấp dịch vụ cho người khách hàng mà họ vẫn cứ đè người ra, họ thu tiền bằng được. Còn nếu như không thu, nếu mà người dân không sử dụng dịch vụ của họ mà vẫn không trả tiền, thì họ sẽ dùng tất cả các biện pháp bằng cưỡng chế bằng được, bắt người dân phải nôn tiền ra bằng được cho họ. Còn nếu không thì họ sẽ cho ăn những cái quyết định hoặc là khởi tố như Hà Văn Nam. Đấy, đó là một cái bài học mà chúng tôi nhìn thấy rất đau đớn các bạn ạ. Rất đau đớn, sự mất mát không hề nhỏ đối với những người phản đối BOT bẩn như chúng tôi. Nhưng dù cái cuộc chiến đấu nào, sự hy sinh mất mát đến đâu, thì với niềm tin về sự chiến thắng của chính nghĩa làm cho chúng tôi không bao giờ lùi bước. Sức khỏe của tôi thì với một người phụ nữ mang thai như tôi, các bạn biết rồi, lúc nóng lúc lạnh, lúc tăng huyết áp, lúc tăng lúc tụt lúc tăng. Nhưng mà vì cái sự bình an của chính bản thân mình, vì niềm tin đối với lại công lý, thì chúng tôi vẫn phải cất bước ra đi để làm sao. Anh ấy là cũng muốn làm một trong những người dân và một ký vào cái đơn xin hướng dẫn. Tại vì anh ấy đã ký vào trong cái đơn hướng dẫn. Nhưng mà chưa được hướng dẫn, và nếu mà... Ký hướng dẫn đề nghị hỗ trợ pháp lý khi mà anh đi qua BOT Bắc Thăng Long. Không, nó cứ đè anh ra, nó lấy tiền thì chết đấy. Bây giờ nó đè nhiều lần rồi, bây giờ nó lại đè thêm nữa thì chết. Alo ạ. Nó còn đè không được, nó quay ra nó dạ, em chưa? Nó bắt. Lại mất 2 triệu rưỡi. Anh còn đấy hả? Vâng, thế em còn. Đòi 10.000 trả lương mất 2 triệu rưỡi. Khổ thế, người dân khổ. Đè đầu cơi khổ các bạn ạ. Các bạn xem, vừa xem anh Huỳnh Long vừa ấy quay ở Vàng Cống đấy. Cầu Vàng Cống đấy, một con cầu rất là đẹp. Của nước bạn, nước Hàn Quốc đã ủng hộ cho dân Việt Nam. Thế dùng bằng dự án là dự án ODA, nhưng mà lại cầu thì cầu ODA, nhưng mà đường thì lại đường BOT. Và họ chọn địa điểm để đặt BOT T2 rất hợp lý, để làm sao không còn ai không thể chui qua đấy được. Mỗi một cái sự tính toán của họ đều có một cái mưu mô trong đó, để làm sao người dân không một quyền lựa chọn khi mà đi làm. Anh à, em tưởng đã trực dưới cổng ấy nhỉ? Nếu như chúng ta không lên tiếng mạnh mẽ cho cái T2 này thì chắc chắn rằng... Anh ấy có mấy công dân họ đến được gửi đơn... Nhiều người thì sẽ hiểu lầm rằng là T2 là có trước cầu Vàng Cống, nhưng không phải các bạn nhé. T2, BOT T2 có sau khi khởi công cầu Vàng Cống, nhưng có trước khi cầu Vàng Cống được lưu thông, thông xe. Đấy, có sau khi cầu Vàng Cống, BOT T2 là có sau khi cầu Vàng Cống khởi công xây dựng, nhưng có trước khi cầu Vàng Cống đưa vào thông làm,
thông xe. Cho nên là họ tính toán rất kỹ, họ đi trước đón đường để làm sao đặt cái điểm DOT đó buộc mọi người dân. Ví dụ như người dân An Giang không đi qua, không đi quốc lộ 91 đấy cũng vẫn phải trả tiền, gần như là sử dụng cầu của họ luôn. Giờ mà tôi vẫn, đến giờ phút này tôi vẫn phải tuyên dương Ủy ban dân tỉnh Thái Bình, bác chủ tịch Đặng Trọng Thăng, khi mà bác ấy, đường Thái Hà của chúng tôi thông nhá, à cầu Thái Hà thông nhá, nhưng mà cả một đoạn đường đấy là đường bằng tiền ngân sách, họ định chặn đường đấy để họ ấy thu cầu Thái Hà nhá. Bác Đặng Trọng Thăng, bác ấy hủy luôn, không cho thu. Các ông đừng có lợi dụng cái đường của tôi để chúng các ông thu cầu, các ông cầu của ông lên cầu thu, còn đừng lợi dụng đường của chúng tôi để thu cầu. Đó là sự lợi dụng của doanh nghiệp vào cái việc là người dân của tỉnh Thái Bình được hưởng lợi. Cho nên là làm sao mà tôi vẫn cứ phải tôn trọng bác Đặng Trọng Thăng. Bác làm được rất nhiều việc cho người dân chúng tôi về cái việc chuyển cái cầu BOT Tân Đệ về đúng vị trí. Cái thứ hai là đường ngân sách thì không được để cho chặn cầu, chặn vào lợi dụng vào việc đường ngân sách để thu tiền cầu vượt quá lên cái quy định. Các ông cứ làm tốt đi, chúng tôi sẽ khen các ông. Các ông đừng nói rằng chúng tôi cái gì cũng nhìn thấy một màu đen tối, cái gì chúng tôi cũng phản đối, phê bình. Tôi nhìn thấy ở BOT Mỹ Lộc, các ông đã có cái sự nhìn nhận thấy cái sai của mình, đã biết mở đường cho dân có sự lựa chọn khi mà không đi qua BOT. Nhưng cái đấy nó không thể thể hiện được cái việc làm của các ông đã làm sai với lại cái BOT 3,9 km trong cả một cái đất nước, cả cái hành tinh này không có một cái BOT nào ngắn như cái BOT Mỹ Lộc. Đấy là một. Còn cái việc là đánh đập tôi cái ngày 20 tháng 5 vừa rồi, tôi đã nói rằng tôi là nếu đã đánh tôi là chết hai mạng người đấy. Nhưng họ vẫn cố tình, họ biết thừa là tôi mang thai nhưng họ vẫn cố tình họ đánh. Thậm chí là tôi ngồi trong cái nhà điều hành, không phải là trạm công an nha các bạn nhé, họ còn bịt hết các cửa sổ lại, họ không cho tôi nhìn ra đường. Gần như là o bế tôi trong một cái không gian hẹp để cho tôi không còn tiếp xúc với người ngoài nữa. Nhưng là một tội phạm nguy hiểm, phải bắt ngay lập tức, bắt khẩn cấp. Trong khi đấy kia kìa, giết người kia kìa, đâm chết người, giết người hàng loạt kìa, toàn những tội phạm nguy hiểm thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kìa. Trong khi những người chỉ đòi lại quyền lợi chính đáng của mình có 10.000 đồng ở BOT Bắc Thăng Long thôi, không có quyết định thu mà các ông ấy đánh đập người, bắt người như kiểu là tội phạm nguy hiểm, phải có lệnh bắt khẩn cấp. Nên chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các anh trong cái việc này đâu nhá. Tôi nói lại, lần này là lần thứ hai tôi gửi đơn đề nghị được trợ giúp đây các bạn này. Lần thứ hai tôi lên đây rồi, các bạn lần trước đã thấy tôi livestream ở trong phòng tiếp dân đấy, nhưng mà họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không trả lời tôi bằng văn bản. Đồng thời tôi lên đây hỏi rồi nhưng họ cũng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc nào họ cũng đánh cái bài gọi là chây lì với dân, chây lì y kỳ chày cối với dân. Mà ngồi, tôi đang ngồi trong công an Sóc Sơn đây này, lần trước tôi ở phòng điều tra tổng hợp ấy, có người đã nói tôi là chị mang bom sang đây xử thôi, cho nó xong đi, chứ chúng em mệt lắm rồi. Chúng tôi mệt, chúng em mệt lắm rồi. Mà đúng thật, chỉ là những người dân và cũng chỉ là quân nhân thôi, được điều động thôi. Chứ nên là các ông hãy nhìn lại mình đi, hãy điều chỉnh lại hành vi và hành động của mình đối với dân đi. Đừng quay lưng lại với dân, đừng đẩy dân vào bước đường cùng. Hành động đấy là hành động tội lỗi với dân, trả nợ máu với dân đấy. Các ông vì bảo vệ Võ Nhật Thăng, vì bảo vệ Việt Trà Xích Mích 8 mà các anh ông sẵn sàng quay lưng lại với dân, sẵn sàng trà đạp lên công lý và pháp luật, không coi thường pháp luật luôn. Doanh nghiệp kinh doanh BOT làm lỗ, lãi thì hưởng, lỗ thì chịu, cũng giống như bao nhiêu doanh nghiệp khác. Tại sao các ông lại đưa cho họ cây đặc quyền được lợi? Động tí họ kêu lỗ, động tí họ kêu lỗ. Alo ạ. Vâng. Em mời mọi người sang phòng bên cạnh. Động tí là các ông kêu lỗ, động tí kêu lỗ thì đòi đền bù. Xong đổ vào đầu người dân, đổ không được thì các ông ăn chày ăn cối, bắt lạc, cướp bóc của dân. Tôi xin phép mọi người nhé, tôi đi sang phòng tiếp dân. Tiếp dân lại bắt đầu lại dở cái bài là không cho livestream với đấy ấy cho xem. Chào em. Chào đồng chí. Xin lỗi là nói là
chào em nhưng phải đúng là chào đồng chí. Lần thứ hai gặp lại đồng chí rồi, lần này xem là có câu trả lời không. Lần thứ hai gặp đồng chí rồi mà lần thứ nhất là cũng đã gặp đồng chí ở đây. Và tôi được biết là đồng chí giới thiệu là tổ trưởng đúng không? Được rồi, thế thì chị sẽ để quay vào mặt chị và không quay mặt em. Không, nếu chị vẫn có dùng camera thì thế là công an Sóc Sơn là coi thường cả Thủ tướng Chính phủ, đề nghị là tiếp dân là cứ phải rõ ràng à? Nhưng thôi được rồi. Nội quy đấy là nội quy ở cơ quan em, chị biết rồi. Chị không phải là không biết. Nhưng mà tại sao lại cơ quan lại không cho cái việc tiếp dân nó được công khai là lý do làm sao? Em chỉ có là tiếp dân và em trả lời cho chị. Đấy, ông Tô Lâm nhìn lại ông đi nhá. Ông ra toàn cái nội quy vớ vẩn rồi nhá. Chúng tôi đến đây chúng tôi tiếp dân mà các ông cứ tiếp đàng hoàng thì làm sao mà các ông phải sợ cái gì? Các ông cứ trả lời chính xác những cái công việc mà chúng tôi đòi hỏi thì làm sao mà phải sợ cái gì cả? Mà cứ không cho chúng tôi không live stream để thông báo với bạn bè quốc tế và trong nước và quốc tế biết được là các ông đang làm đúng pháp luật nào. Thôi được rồi, để tôn trọng sự việc và buổi làm việc nó có hiệu quả, chị sẽ tắt live stream ở đây. Và chị đề nghị em là trả lời cho chị ba cái đơn này với những ai làm việc mời ra đây để làm việc cho nó. Chào mọi người nhé, tôi sẽ tắt live stream và tôi sẽ làm việc. Vâng, các bạn vừa xem chúng tôi truyền hình trực tiếp với chị Huệ Như từ công an Sóc Sơn, và ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến những hình ảnh thực tế được chị Huệ Như ghi lại khi công an tiếp dân, và chị cũng như những người bạn bè khác ở trong nước sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu chống lại bốt bẩn tại Bắc Thăng Long Nội Bài, và người dân trong và ngoài nước, kiều bào ở nước ngoài cũng sẽ thường xuyên theo dõi và tiếp tục truyền hình trực tiếp những cái thông tin rất quý giá như vậy. Và rất dũng cảm của một người phụ nữ đang mang thai như chị vẫn tiếp tục chiến đấu và vẫn tiếp tục đấu tranh cho cái lẽ phải và đấu tranh cho cái sự thật. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày 28 tháng 5 năm 2019.